Xin kính chào quý vị đến với kênh Thời sự và Giải trí. Kênh xin kính gửi tới quý vị nội dung Cay đắng ôm niềm tự hào mong manh. Nguồn tin từ tác giả Nguyễn Khẩn. Sau đây là nội dung chi tiết. Đầu năm ngoái, Bắc Kinh lockdown Vũ Hán để chống dịch cúm Trung Cộng. Sau đó dịch lan rộng ra toàn cầu, làm tan nát nhiều nước. Nhưng Bắc Kinh vẫn kiên trì chủ trương Zero V. Trong khi Anh Quốc Hà Lan và một vài nước châu Âu phải từ bỏ chủ trương mưu tìm miễn dịch cộng đồng bằng lây nhiễm tự nhiên trước sự hung hãn của virus Trung Cộng đời đầu, thì Trung Cộng vẫn giữ nguyên chủ trương Zero V. Gần 2 năm nay, Covid đã gây ra thảm họa cho nhân loại. Nhiều biến thể mới ra đời nhấn chìm mọi khả năng đối phó của cộng đồng quốc tế, thì vaccine được kỳ vọng là cứu cánh cho đại dịch. Nhưng thực tiễn cho thấy, nhiều nước trích vaccine trên diện rộng vẫn đang khốn khổ đối phó với COVID như là Israel, Singapore, Anh, Mỹ. Nước Mỹ được xem là dân tộc có trình độ hiểu biết cao, nhưng một phần không nhỏ người dân Mỹ không chịu tiêm chủng khiến cho chính phủ Biden đã phải bắt ép. Đang gây ra làn sóng phản ứng gay gắt trong xã hội Mỹ khiến không thể không đặt câu hỏi. Bởi lẽ thường là ai mà không sợ chết nếu vaccine là phao cứu sinh, lẽ nào người đuối nước không chịu bám vào? Bất kể nhiều nhà cầm quyền phải dùng nhiều biện pháp nghiệp vụ bắt ép. Và khi nhiều nước phát triển tiến hành tiêm mũi 3, với tình hình này khả năng phải tiêm mũi 4, mũi 5, mũi N và mũi N cộng 1. Khi ấy thì vaccine trở thành cứu cánh cho túi tiền của Big Pharma và các nhóm lợi ích cấu kết với các chính trị quốc gia. Hiện tại, các nước trên thế giới đều chủ trương phi zero vi để sống chung với COVID. Các nước trung thành với chủ trương zero vi của Trung Cộng là Việt Nam, New Zealand, Úc, Singapore đã phải chấp nhận sống chung với COVID và từ bỏ tham vọng zero vi, xem mục tiêu zero vi là bất khả. Riêng Việt Nam, sau nỗ lực mạnh tay bảo vệ mục tiêu zero vi tại thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, chính phủ Việt Nam đã phải từ bỏ zero vi khi đối mặt với thực tiễn nền kinh tế xa sút vì những biện pháp giãn cách quyết liệt mà mục tiêu zero v vẫn như xa vời thì tại trung cộng nước duy nhất còn giữ mục mục tiêu zero v là vì nước thành công nhất với mục tiêu này thì nay đang phải cay đắng trả giá cho niềm tự hào zero v phải phong tỏa cách ly tập trung và xét nghiệm quyết liệt trên diện rộng mỗi khi bất ngờ xuất hiện một f 0 nhờ tiềm lực kinh tế khá mạnh với chế độ độc tài hà khắc, giúp lãnh đạo Trung Cộng đủ quyền lực và đủ điều kiện xây dựng hạ tầng cơ sở khá tốt để sẵn sàng ứng phó bền bỉ với mục tiêu Zero V. Song vì Covid như đã gần phát triển rộng khắp trên thế giới nên rất khó khăn. Covid xâm nhập vào lục địa mênh mông của Hoa Lục, ngay cả việc bế môn tỏa cảng như thời Từ Hy Thái Hậu vẫn không ngăn nổi Covid xâm nhập. Húng hồ hiện tại nền kinh tế Trung Cộng nhờ sự hội nhập sâu rộng với cộng đồng quốc tế để lớn mạnh. Gián đoạn hội nhập đồng nghĩa với sự suy yếu, mà hội nhập thì Covid theo vào. Nhìn mục tiêu Zero V khiến cho thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai bị khốn đốn thế nào mới hiểu hết cái sự đánh giá, sự cay đắng mà Trung Cộng đang phải cam chịu và theo đuổi niềm tin, niềm tự hào Zero V. Dẫu chưa xảy ra tai nạn quá tải trong các bệnh viện, quá tải trong các lò hỏa táng, con số lây nhiễm chưa tăng cao. Trung cộng vẫn đang kiểm soát dịch khá tốt. Song các biện pháp phong tỏa, giãn cách, tầm soát dịch tễ cách ly tập trung và xét nghiệm trên diện rộng mỗi khi có một F0 xuất hiện. Các biện pháp cách ly xuất nhập cảnh, các giấy phép đi lại hà khắc đang dần dần đẩy Trung cộng vào tình thế tự cô lập mình với thế giới và làm kinh tế ngày một suy yếu. Không biết có phải do chủ trương zero v khiến cho chủ tịch tập đã nhiều tháng không công du thế giới, những cuộc họp thượng đỉnh quốc tế quan trọng sắp tới, có thể chủ tịch tập cũng không tham dự, khiến uy tín quốc tế của Trung cộng bị giảm sút nặng nề. Hiện tại, giá năng lượng tăng cao, tình trạng thiếu điện nghiêm trọng, bong bóng nợ đang chuẩn bị nổ, cùng với tình trạng kinh tế giảm tốc tự co hẹp với thế giới vì mục tiêu Zero V, khiến cho Trung Cộng đang cay đắng ôm niềm tự hào mong manh của mình. Kính thưa quý vị, vừa rồi là nội dung bài viết Trung Quốc cay đắng ôm niềm tự hào mong manh. Nguồn tin từ tác giả Nguyễn Khẩn đến đây là kết thúc. Trân trọng cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những nội dung sau.